Vâng, này xin chào toàn thể các bác. Đây bà xã nhà tôi này đang cho gà ăn. Thì hôm nay lại gặp lại các bác ở một cái nội dung video để tiếp tục giới thiệu đến các bác một cái sản phẩm bên đơn vị kinh doanh chúng tôi. Thực ra kinh doanh hộ gia đình thì các bác biết rồi. Với rất nhiều sản phẩm thì hôm nay tiếp tục giới thiệu đến các bác cái kéo cắt cành trên cao, hay còn gọi là kéo đa năng, có thể lấy hoa quả, có thể cắt tỉa cành trên cao. Thì bây giờ nó cũng đang bắt đầu vào cái mùa hoa vải, hoa nhãn, thì nó rất là tiện lợi cho các bác khi mà tỉa cành nhánh ở trên cao. Bây giờ tôi sẽ nhờ bà xã nhà tôi cầm chiếc kéo và trước khi giới thiệu kỹ hơn về cái sản phẩm thì tôi nói sơ qua một chút cái cơ cấu hoạt động của kéo. Thì các bác thấy ở đây là cái cò bóp, nó các bác hình dung như là cái bóp phanh xe ấy, nó ở đây và nó có một cái trục chuyển động ở phía này chạy dọc lên trên này, và khi bóp ở phía dưới thì cái đầu trên này nó sẽ chuyển động. Các bác thấy thì chuyển động như vậy thì nó sẽ cắt những cái cành mà các bác định cắt, hoặc là kẹp lấy cái cành hoa quả mà các bác muốn lấy. Cái kéo này là cái cây kéo 3 mét thì có thể rút được dài ra. Ok, có thể rút dài tối đa ra là 3 mét cộng với chiều cao cơ thể nữa, khi các bác dơ lên sẽ lấy được cái tỉa được cái cành tầm độ 5 mét các bác nhé. Thế còn cao hơn thì có loại kéo 4 mét, nhưng phổ thông thì tôi tư vấn cho bác lấy cây 3 mét này, vừa cứng vừa sử dụng nó vừa phải với các bác là hộ làm vườn. Thì đây là cái vườn mít Thái, đây vườn mít Thái nhà tôi, quả này đang sắp sửa chín rồi. Thì thao tác trực tiếp luôn sẽ cắt tỉa những cành ở trên cao, đặc biệt là những cái quả mà cành nhánh ở trên cao này tôi phải tỉa đi rất là nhiều thì nó mới có ít quả, thì quả nó mới to, chứ để nhiều quả nó sẽ rất là bé. Thì đây thao tác cắt thì các bác thấy là cắt rất là dễ dàng. Đây nếu như mà không có chiếc kéo này thì sẽ phải dùng một cái thang hoặc là bắc một cái ghế thì nó rất là lâu. Thì với là một cái sản phẩm mà giá nó cũng rất là hợp lý, cũng như là cái tính năng nó đem lại cho cuộc sống, thì đơn vị kinh doanh chúng tôi rất muốn để giới thiệu đến các bác cái chiếc kéo này. Để các bác có nhu cầu mua thì các bác chủ động liên hệ với lại hai số điện thoại ở bên phía góc phải của màn hình, vẫn như những cái video khác của tôi hay chia sẻ và hay làm, thì để được đặt mua hàng cũng như là nhận được cái quá trình tư vấn về sản phẩm. Đây như ví dụ như là khi các bác lấy quả xuống thì bác kẹp xuống thì nó lấy rất là từ từ, ví dụ những cái quả như này thì chắc chắn là phải bỏ rồi, và những cái quả trên cao thì các bác chỉ lên để những quả dưới gốc như này thôi. Đây là quả ở cái gốc này sắp chín rồi, còn bên này là một quả nữa khá là to, chỉ ít ngày nữa nó chín thì mình để trái vụ như này, một loạt vừa chín và mấy hôm vừa rồi tôi lấy xuống để nó kịp chín vào dịp Tết. Thế còn ở phía đằng kia còn một số cây còn nhiều quả nữa. Ở đây thì với cái việc sử dụng kéo thì một lần nữa xin chia sẻ các bác là nó rất là tiện lợi cho các bác sử dụng lấy hoa vải, tỉa cành vải hoặc cành nhãn, hoặc là lấy hoa quả. Nhất là đặc biệt với các bác là hộ nông dân, mà với các bác làm vườn mà có tuổi rồi đấy, thì nó rất là tiện lợi đấy. Các bác có thấy là lấy quả này, tỉa cành này, từ trên cao xuống với cái thao tác nó rất là đơn giản. Đây em lấy thử quả này. Đấy, ví dụ như quả này đi, từ từ cũng nhả nhé. Thì khi cơ cấu hoạt động là nó sẽ kẹp ở đây, nó kẹp ở vị trí này này, thì khi các bác nhả cái cỏ kia ra thì nó mới bung ra như này. Thì mọi chi tiết thông số về kỹ thuật cũng như chất liệu thì tôi đã làm rất nhiều video rồi, nhưng để đảm bảo cái quá trình mua bán giao dịch được uy tín, được thành công thì các bác vui lòng điện đến hai số điện thoại ở phía góc phải của màn hình, rất là đơn giản thôi, thì sẽ có anh chị em tư vấn trong tổ bán hàng của nhà tôi tư vấn cho các bác kỹ hơn về sản phẩm này. Bây giờ thì xin chào các bác và tôi sẽ đăng tải cái video này ngay.